sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi cùng với đại chúng theo chương trình là tối nay là tối 14 là có trăng. Trong Phật giáo thì còn gọi cái tên từ là ngày vọng. Vọng là mình nhìn lên thấy được cảnh trăng. Tối nay thì quý vị tụng kinh Điển Sư, để rồi tối mai chúng ta coi như là một tuần lễ tụng kinh Điển Sư vào cái dịp đầu năm. Thì hồi nãy quý vị thấy tôi đi gắn thời kinh lại một chút để cầu an, bởi vì hai ngày nay thì các cái phái đoàn Phật tử họ cũng có gửi cầu nguyện cho họ, thì mình cũng cầu. Dầu được hay không thì không biết, mình làm theo cái tâm của họ như vậy. Thì tôi nhớ là tổ có dạy đó, tâm chánh, làm việc tà nó vẫn là chánh, còn tâm tà dù có làm việc chánh nó vẫn là tà. Các vị đã từng nghe tôi giảng rất nhiều, từng nghe tôi bài bác, tôi đốn giáo, nghĩa là tôi đã phá những cái sự rất nhiều. Tuy nhiên tôi nói như vậy là tôi nói với những vị có cái tinh thần tiến tu tiến học, còn các vị mà mới vừa tập tu tập học thì đòi hỏi quý vị có cái đặt một cái lòng tin. Thì như vậy thì mình làm thì có sai không? Nếu như cái pháp tư tưởng Phật giáo Đại Thừa thì không có cầu nguyện gì hết, nhưng mà bây giờ mình cầu nguyện thì có sai không? Thì mình đặt vấn đề đó để mình giải đáp. Nếu mình cầu nguyện với cái tâm mà để trao đổi với cái sự lợi dưỡng, đòi hỏi lợi dưỡng cho riêng mình đó, thì cái đó là sai. Còn bây giờ người ta không an, người ta nhờ mình cầu, nhưng mà mình cầu để cho người ta an chút nào đó, như vậy thì giới tinh thần Bồ Tát Đạo không sai, để cho người ta có niềm vui. Bởi vì trên cuộc đời thì cái người thế gian nó thường hay lắm việc, nhiều việc phải lo toan, thì bây giờ người ta không biết nương tựa vào ai hết, mà may mắn là người ta có cái phước, có một cái chút hiểu biết cho nên là nương tựa vào Đức Phật. Ta nghĩ là Đức Phật là một cái người có khả năng để cho người ta gửi gắm cái gì đó lo âu của người ta. Thì bây giờ tôi là ông thầy, tôi cầu như vậy không sai. Nếu mà nói đúng thì cũng không phải là đúng, bởi vì tôi tinh thần đạo là vô cầu. Nhưng mà mình vô cầu ở đây á, mình làm với cái tâm của mình không có lợi lộc, không có ham muốn, không có lường gạt, thì như vậy thì dù có cầu có lập đàn hay nữa nó cũng không có gì là sai hết. Cho nên quý vị hiểu, khi nghe pháp chúng tôi giảng á, thì phải văn tư tu, nghe rồi phải suy nghĩ. Tuy là thầy nói một việc nhưng mà cái người cần ta vẫn làm, để cho cái người đó họ an tâm của họ, thì như vậy thì mình đã làm cái sự việc lợi ích cho người. Tuy nhiên mình không có nói rằng tôi cầu sẽ được, tôi không đặt vấn đề đó, và không đặt vấn đề giá cả là quý vị phải cúng dường tôi mới cầu, không có. Bởi vì mình làm mà không đặt nặng cái trên phương diện vật chất á, phương diện vật chất thì mọi việc giữa cái tâm với tâm nó có sự từ bi ở trong nhau. Thì các đại chúng cũng biết á, chúng ta hiện giờ ngày nay á, cái thời của chúng ta nó nhiều cái chướng duyên, nó nhiều cái tà sư, nó nhiều cái sách vở lắm, cho nên nhiều khi chúng ta không biết lấy đâu mà lựa chọn để ý thức trong cái đường tu của mình. Nhưng mà từ cuộc đời này á, mình sống không giống người thì người cũng ghét, nó khổ vậy đó. Cho nên tôi nhiều khi tôi đặt lại vấn đề tại sao con người với con người ghét lẫn nhau, là tại mình không giống họ, họ ghét thôi. Thế gian nó như vậy, không giống họ, họ ghét. Ngược lại trên cuộc đời này tại sao có người thương lẫn nhau, tại vì họ cùng chí hướng.
cho họ yêu thương. Mà cuộc đời này có nhiều người ngu thì người ta khi dễ, mà lanh lẽ khôn ngoan thì người ta ghen tị ghét nha. Nó có những cái mà mình khó nói được. Bởi vì cái thế giới chúng sanh này nó đầy dẫy hầm hố gai châm là vậy đó. Cho nên trong kinh Phật, kinh nào cũng nói rằng cõi Phật là bằng phẳng, không có hầm hố gai châm, không có gò nỏng. Là ý nói cái tâm, cái tâm hay là cái cõi đất của Phật là lúc nào cũng thanh tịnh, cũng bằng phẳng hết đó. Còn tâm chúng sanh lúc nào nó cũng thăng, nó nổi, nó chìm, nó trồi, nó sụp, nó lên, nó xuống hết. Vì vậy mà gọi là tâm bất động, tâm bị động. Còn thế giới của mười phương chư Phật là có tâm bất động. Dầu hoàn cảnh gì đi chăng nữa thì chư Phật cũng không bao giờ bị chi phối. Dầu cái chuyện đó nó có dữ hay có hiền, chuyện đó có tốt hay xấu gì, thì tâm chư Phật vẫn như bất động. Còn chúng sanh tâm của mình thì hay bị động, động nhiều quá. Cho nên có những cái mình thấy mình tu Phật, mình tưởng đâu là mình đã đạt tới cái tốt rồi, nhưng mà thật sự mình thăng tiến lên nữa thì mình bị động. Cuộc đời này kẻ thương người ghét thì mình không có lường được, nhưng mà mình phải xét lại coi cái người thương mình đó là cái người đó là người nào, họ thương mình với mục đích gì, còn người ghét mình là ghét làm sao. Cho nên thường cái thằng ăn cướp á, nó ghét thằng ăn trộm. Là tại vì thằng ăn trộm nó không giữ một thằng ăn cướp. Mà thằng ăn cướp này nó mày dở hơn tao, cho nên tao không ưa mày. Mày mang tiếng phải cỡ như tao trở lên, giữ như tao trở lên thì tao mới chấp nhận mày được. Chứ mày thua tao, tao ghét mày. Nhiều khi tôi cũng suy nghĩ vậy, thế ô tại sao trong đời này tôi cũng bị nhiều người ghét như thế. Rồi mình mới xét là người ta ghét mình lý do gì. Rồi người ta ghét mình là người ta là thành phần nào. Rồi trên đời này cũng có nhiều người thương, mà họ thương mình là họ thành phần nào. Vì vậy mà người tử Phật phải cần anh uống cái thuốc, mà trong đó có một thứ thuốc an thần. Như vậy thì cái tháng giêng này là tháng an thần. Uống thuốc an thần rồi đó thì cái mọi việc mọi cảnh mình nhìn thấy đều là quan hỷ hết. Như vậy thì cuộc đời này khi một người nào đó kề tay các vị nói là này cái bà kia bà xấu, trước tiên thì mình đừng có nhìn cái người kia mà mình nhìn ngay cái nhân thân người đó đó. Bản thân anh không có gì mà anh chơi người ta xấu như vậy, thì tại vì thằng kia nó không xấu bằng anh đó. Hai con kia nó không xấu bằng anh thì anh nó chơi nó, phải không? Như vậy cái mình yên ổn không? Cho nên hồi xưa tôi nhớ thầy tôi đặc biệt chỗ đó, tất cả mọi việc mà đi ra á, mà thương với thầy tôi công việc đó là thương thầy, cái chị đó chỉ vậy đó, chỉ xấu vậy đó, thì thầy tôi nói người ta xấu thầy không thấy, mà thầy thấy cái miệng không xấu trước. Cho nên thầy tôi có một cái thầy dạy học, tôi có một cái tánh đó, đó mà nó yên ổn đó. Chứ còn đối với Phật tử một buổi sáng tụng kinh á, là khoảng 700 Phật tử mỗi buổi sáng, mà 4 giờ rưỡi là các vị nó về chùa Ấn Quang rồi, 5 giờ bắt đầu vào thời kinh cho tới 6 giờ xong người ta đi làm luôn á. Mà một buổi như vậy trung bình là từ 500 tới 700 Phật tử, ngày nào cũng như vậy. Mà 500 tới 700 Phật tử đó thì quý vị biết là nó tâu ra tâu vô như thế nào. Trong khi á, cái những cái năm đó là Hòa Thượng đang cuộc cái đời Hòa Thượng gọi là vàng son nhất của cái thời của cái của Hòa Thượng đó, là trung bình nó là Phật tử một ngày Hòa Thượng tiếp phải từ 3.000 trở lên. Tất nhiên thì 3.000 người như vậy trong một ngày đi giảng đi dạy như vậy thì các vị biết là bao nhiêu. Nội gia đình quý vị như gia đình bữa nay tôi thấy gia đình bà cụ đây mười mấy người con hay gì đó, thì quý vị thử coi mười mấy người con cộng với dâu rể cháu nội cháu ngoại thì một ngày thì bao nhiêu cái chuyện đó nó đưa tới độ tay mà, huống chi 3.000 Phật tử tăng ni trong một ngày làm sao mà có không có chuyện gì được đó. Mà đặc biệt thầy Hòa Thượng là có một tánh là ai lại mét chuyện người khác thì Hòa Thượng ấy thầy không thấy cái lỗi người đó, mà thầy thấy cái lỗi ngay ở cửa mình của chị.
Thì cho nên cuộc đời này các vị đừng có lo sợ. Mình đừng sợ cái người bạn khác xấu với mình, mà mình nên nghĩ mình xấu với người ta đi. Cho nên họ ghét mình là họ ghét cái nghiệp của mình thôi, chứ mắc mới thì họ ghét mình không? Mình cha mẹ mình sanh mình ra, chứ không phải họ sanh mình ra đâu họ ghét mình. Và cũng đâu phải họ sanh mình ra đâu họ thương mình. Như vậy họ thương là họ thương cái nghiệp của mình, họ ghét là họ ghét cái nghiệp của mình mà. Cho nên như vậy mà chúng ta tụng kinh Địa Sư rồi mới thấy được có nhiều cái yếu chỉ, nhiều cái trọng tâm mà chúng ta cần là uống thuốc. Chứ mà chúng ta không uống liều thuốc Địa Sư á, thì coi như chúng ta cứ bị bệnh hoài à. Bệnh hai lỗ tai, bệnh hai con mắt, bệnh cái lỗ mũi, cái gì cũng bệnh đó. Mà khi bệnh tâm, bệnh thân, bệnh hai cái này bệnh rồi thì nó chuốc lấy u sầu, phiền não. Cho nên vậy mà Đức Phật nói với Ngài A Nan á, Phật nói Ngài A Nan cố mà ráng mà tin việc ấy đi. Nhưng mà quý vị nhớ cái cõi Địa Sư á, thì lại có hai vị Bồ Tát lớn để hộ trì cái pháp tạng của Phật Địa Sư, đó là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Cho nên cái điều này ta thấy nè, trong Thế Kinh nói á, nhất Phật xuất thế thì thiên Phật hậu trì. Một vị Phật mà ra đời thì phải có 1000 vị Phật khác đi theo để mà hậu trì. Thì như vậy thì thấy là 10 phương chư Phật, chư Phật nào cũng vậy, cũng có được sự hậu trì á. Nếu chúng ta không có sự hậu trì thì một vị Phật nó cũng không làm gì được. Một vị Phật mà ra đời không có hàng thanh văn chúng, không có Bồ Tát chúng, không có đại chúng mà hậu trì thì chư Phật nó không làm việc được. Cho nên cái chỗ này để chúng ta thấy chỗ này. Cho nên thấy chỗ này thì chúng ta mới hiểu rằng tất cả một cái chúng sanh nào từ phàm phu cho tới Phật quả cũng đều có cái quyến thuộc hết. Từ phàm phu cho tới Phật đều có quyến thuộc hết. Nhưng mà quyến thuộc nào thì nó theo quyến thuộc đó thôi. Thì để các vị để ý, mình nhìn người đó mà mình không nên nhìn người đó một cách vội vàng đánh giá được, mà mình nhìn cái quyến thuộc của người đó. Một người nào đó xung quanh họ toàn là người tốt không thì quý vị đủ biết cái nhân thân họ như thế nào rồi. Một người nào đó xung quanh họ toàn là những người không ra gì thì quý vị biết là cái bản thân của họ cũng không có gì. Một vị thầy cũng như vậy, một vị Bồ Tát cũng như vậy, hay một vị Phật cũng như vậy. Cái nhân thân của vị thầy đó tốt hay xấu, nhìn cái người hậu trì, những Phật tử xung quanh mà toàn là những người hiền, lương, nhân đức, những người có học thức không thì coi như ông thầy này ông chắc chắn cuộc đời ông sẽ làm việc được cái đạo. Còn nhìn xung quanh ông toàn là cái thứ nịnh hót, cái thứ không ra gì không thì coi như cuộc đời ông thầy này trước sau thì cũng thân bại danh liệt. Cho nên cái quyến thuộc hậu trì, vì vậy người tu phải có quyến thuộc. Cho nên đối với tôi nhìn cái này từ lâu rồi. Nhưng mà vì tôi đã từng có quyến thuộc và tôi đã từng bỏ quyến thuộc sang đây, qua bên đây chọn một cái quyến thuộc cũng phải chuyện dễ. Cho nên cái ban đầu của tôi thì cũng gieo cái duyên vậy, nhưng mà không phải thời thì coi như không nên chọn làm quyến thuộc. Bởi vì không phải thời mà mình để cho họ theo mình làm quyến thuộc thì coi như thời gian sau thì họ cũng đau khổ mà mình cũng đau khổ. Thôi chi bằng mình làm cho họ đau khổ, còn không phải là mình làm cho họ đau khổ, nhưng mà thà để họ mất mình đi, họ gặp một vị thầy nào khác có tài hơn, có đức hơn để họ nương tựa, còn mình không có năng độ họ thì thôi mình buông đi. Và cho nên như vậy mà tôi mới từ từ từng bước tôi chọn cho mình một cái quyến thuộc mà không cần đông. Nhưng mà cái quyến thuộc đâu phải là cái người có tâm tu, có tâm tu, có tâm nhìn về Phật pháp để muốn bảo vệ Phật pháp. Chứ còn nếu gom cho đông mà để thành cái ô tạp chúng thì tôi nghĩ nó không nên. Ô tạp chúng không nên.
Cho nên như vậy mà từng bước bây giờ mình cũng phải có những người tu hiền ít nói, cũng phải có những người tu thiền, rồi cũng phải có những người tu thiện, rồi có những người tu trí thức, trí tuệ. Thì như vậy mình đủ những thành phần quyến thuộc đó thì coi như là mình đủ một cái giáo hội, hay là mình đủ cái tăng đoàn, hay là mình đủ một cái đại chúng để mình tu, để mình tu, để mình làm đạo. Như vậy thì cái quyến thuộc là cái quyết định cho một vị Phật hay là một chúng sanh để hình thành cái việc ác hay là việc thiện trên cõi đời. Như vậy thì cái quyến thuộc của Phật Dược Sư á, cái quyến thuộc của Phật Dược Sư thì trong đó hàng hà sa số Bồ Tát, nhưng mà lại có hai vị Bồ Tát lớn, đó là Ngài Văn Thù của Ngài Biến Chiếu, Ngài Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Như vậy Nhật Quang Biến Chiếu là gì? Nhật là mặt trời. Nhật Quang là cái mặt trời sáng mà chiếu soi. Còn Nguyệt Quang Biến Chiếu là cái mặt trăng. Như vậy thì mặt trời, mặt trăng đều sáng hết. Nhưng mà mỗi một cái chu kỳ, mỗi một cái ngày và đêm thì nó có cái sáng khác nhau. Như vậy thì hai vị này là hai vị thượng thủ trong cái hàng quyến thuộc của Phật Dược Sư. Hai vị thượng thủ, Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Thì như vậy thì các vị thử suy nghĩ coi, một vị Phật mà được hai cái ánh sáng luôn lúc nào cũng hằng hổ như vậy thì vị Phật này là không tịnh lưu ly là gì? Hai vị hai cái ánh sáng luôn hằng hổ. Như vậy Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu là cái ánh sáng không hề mất, mà luôn lúc nào cũng chiếu soi rọi khắp nhân gian này. Ban ngày thì cái ánh sáng đó không bao giờ thiêm được, ban đêm thì trong tâm tối nương ánh sáng đó mà đi. Quý vị thấy ban ngày không? Cái bầu hư không nó trong sáng ban ngày rồi, nó đã sáng rồi. Quý vị giờ có thắp vạn cái ánh đèn này lên nữa thì sao? Cũng không bao giờ thêm một chút nào sáng. Như vậy thì nhìn cái thân tướng nó trong sáng như lưu ly của Phật Dược Sư, bởi hằng hữu cái tâm luôn lúc nào cũng trong sáng như vậy, thì đó là một vị Phật, mà vị Phật này gọi là mãn nguyện từ dung, hay gọi là tiêu tai diên thọ. Để nhìn Ngài không có chút bận nhơ, nhìn Đức Phật với cái tâm không có bận nhơ, với cái thân không có dơ bẩn, thì nó chiếu rọi vào cái tâm mình cũng như vậy. Cho nên khi quý vị lễ Phật, không phải quý vị lại là Phật chính đâu, mà lễ Phật giả là cảm Phật chi đức. Lễ Phật có nghĩa là mình cảm được cái đức của ông Phật. Mà cái đức của ông Phật thì như vậy đó, là lúc nào cũng trong sáng từ thân cho tới tâm. Cho nên thân Phật thanh tịnh tở lưu ly, mặt Phật sáng ngời như trong sáng, mà chúng ta có thể sửa là trí Phật. Bởi vì cái mặt này nè, trên này nó dung chứa ở cái trí tuệ. Cho nên dịch ra là Phật diện vô như mãn huyệt quy, thì cũng có thể là nó là trí Phật sáng ngời như trong sáng, trăng sáng. Vì cái ánh trăng tối nó nhiều ý nghĩa lắm, nó làm cho mát cái lòng người. Như vậy thì thân thì thanh tịnh tại lâu ly, mặt thì sáng ngời như trăng sáng. Bởi từ đâu? Từ Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật luôn trụ trong đại từ bi. Như vậy thì một cái người nào ở thế gian mà có cái con tim, có cái óc luôn nghĩ tới hạnh phúc cho người, thì người đó xứng đáng mình tôn thờ, xứng đáng vì đó tương lai là Phật không xa. Còn trên cuộc đời này, cái người ta thông minh, cái người đanh lẹ mà thường mưu mô xảo quyệt á, thì coi như cái người này giàu có thông minh đó, nhưng mà tương lai nó lọt chứ ác ma không phải là gần đâu, không phải là xa đâu, rất gần. Bởi vì cái thông minh nó đưa con người dễ thành Phật, nhưng mà đồng thời cái thông minh nó cũng dễ rất ác ma. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi cũng được cái tính thông minh,
mà nhiều thầy cũng nói, cũng khuyên cái điều đó. Vì đó mà tôi ý cái tính thông minh của mình, cho nên có khi tôi cũng lơ lãng cái việc tu đi. Tôi chỉ học rộng nghe nhiều thôi. Nhưng mà thời gian khi tôi niệm ra rồi đó, thì bắt đầu tôi mới thấy cái thông minh nó bị thông minh hại. Cho nên bắt đầu tôi khi rời đất Sài Gòn đó, tôi về quê thì bắt đầu tôi coi như là chuyên làm đạo. Trong cái thời gian học, rồi thời gian chuyên làm đạo, rồi bây giờ bắt đầu có thời gian niệm, trải nghiệm để mà tu. Nhưng mà nó trải qua ba cái giai đoạn như vậy đó, nhưng mà tới giai đoạn cuối cùng không phải dễ. Tại vì trong hồi nhỏ mình đã từng thông minh, mình đã từng đánh đông dẹp bắt. Bây giờ mình muốn tu thì chúng sanh ở đâu để yên cho mình tu đâu. Bắt đầu nó nhồi, nó gọi là bảy nổi ba chìm, giới nước no một lần nữa. Nhưng mà mình phải chịu đựng. Khi chịu đựng, mình nghĩ ta, nghĩ tới chư Phật, thượng cầu Phật đạo, rồi mình nghĩ tới hạ hóa chúng sanh nữa, thì bắt đầu mình sống cuộc đời mình thấy nó có niềm vui. Cho nên bây giờ tôi nghĩ cái gì? Tôi nghĩ cuộc đời là tôi giảng pháp, giảng đúng Phật pháp để đền ơn chư Phật, để tiếp Phật thay tổ, để mà truyền năng tục diệu. Rồi dưới thì sao? Thương những người xung quanh mình, chứ không dám nói thương hết chúng sanh. Nhưng mà thương, nhưng mà không phải là cái tình luyến ái. Cho nên là nãy Nguyên Lô vô nói thầy con bận quá, mấy nay con muốn về thăm thầy. Nếu mà thầy không chánh niệm á, thầy cũng nhớ cô lắm. Sao nhớ được? Nếu thầy nhớ cô rồi thầy nhớ mọi người, ai thì cũng nhớ hết được, chỗ đâu thầy nhớ tới kinh sách phải không? Thương khi gặp, mình nhìn thấy khuôn mặt Phật tử đó mình thương, đúng, nhưng mà không có nhớ. Thương trong giai đoạn đó thôi, gọi là hiện lượng thôi, chứ không để cái thương trên tỷ lượng được. Bởi vì tại sao thầy thương tôi được? Cho nên mình sống cuộc đời có nhiều vị sống giả dối quá đi. Tôi thì tôi không giả dối, tôi nguyện sống với chân thật vậy. Tôi thương tất cả Phật tử, nhưng tôi không thương ai hết. Tôi làm theo kiểu của Phật. Phật thương tất cả chúng sanh mà Phật không hề thương ai hết. Chứ ai mà Phật cũng thương hết trơn, sao Phật sống nổi? Thì thấy không? Cho nên nhiều khi mình nói Đức Phật thương, chứ thật sự Phật không có thương ai hết á. Phật thương mình, cho nên tìm cái lối giải thoát cho mình. Rồi biết phương pháp đó rồi đó, thì Phật mới truyền thụ lại cho chúng sanh. Thì như vậy thì Phật ở trong tâm chúng sanh với cái lời pháp thôi, chứ Phật không có dạy mà để chúng sanh ở trong tâm Phật. Có hiểu được đó không? Cho nên nhiều khi mình học Phật á, mình nói nhưng mình không hiểu mình nói cái gì á. Nếu ai mà cũng thương là Phật sẽ khổ. Thương tất cả mà không thương ai. Mà khi nào chúng sanh rội cái tâm mình, nhìn vô cái lòng từ của Đức Phật và có được cái sự cảm ứng, cái từ tâm của mình là chư Phật, thì lúc đó Phật ngự trong lòng mình, gọi là Phật thương thôi. Cho nên cái điều này á, theo lẽ chúng ta theo cái tôn giáo thì chúng ta đòi hỏi cái vị cứu thế, vị giáo chủ đó phải ở trong lòng các vị. Nhưng mà theo Phật giáo là theo đạo giáo thì mình phải ở trong lòng. Mình phải ở trong lòng cái vị giáo chủ đó. Tại vì chư Phật không phải ở một nơi, mà tâm của Phật nó rộng lớn như cái vũ trụ vậy. Thì hãy nơi nào mà có chúng sanh khổ đau, mà nhận thức được cái sự khổ đau đó, thì nơi đó là có Phật. Quý vị nhìn đạo Phật cái kiểu như vậy đó, thì quý vị mới thấy có ý nghĩa được, mới thấy mình xứng đáng là người con Phật. Và đi đâu mình cũng có cái tâm Phật hết. Nhưng mà tâm Phật là cái tâm gì? Tâm đại từ bi, tâm đại trí tuệ. Còn nếu một khi mình phát khởi cái tâm đau khổ, cái tâm thù hận, cái tâm ganh tị, thì lúc đó không phải tâm Phật nữa. Đó là tâm của vô minh, tâm của ác đạo của tâm đồ. Như vậy hiểu như vậy rồi thì quý vị sao? Tu hành cái ban đầu là mình hãy kiểm cái tâm mình. Nó vừa phát khởi lên là mình nên hàng thuận nó. Nó là gọi là nó là gì?
là vọng. Nó vừa khởi lên một cái điều gì đó mà thấy cái tâm mình bất an thì biết đó là vọng. Vọng có nghĩa là mình hướng lên, mình nhìn lên. Nhưng mà quý vị thấy nhìn lên không trung này có cái gì thật không? Không có gì thật. Cho nên nói câu gì? Nhân sanh nghĩa bất tuế như sương mộng, nghĩa bức tranh văn cẩu vẽ người ta thương, lò cừ nung nấu sự đời mà bức tranh văn cẩu vẽ người ta thương. Nhìn lên thấy bức tranh như vậy nhưng mà bức tranh văn cẩu, văn cẩu là cái mây mà nó trở thành hình con này con kia, mà người ta biết như con chó buổi chiều nó trong rừng nó sủa vậy. Bức tranh văn cẩu, cho nên nhìn lên trên cuộc đời này thì nó không có cái gì thật hết. Mình hiểu như vậy đi để rồi cái tâm mình nó mới bình được, nó bình lặng được. Rồi mình kết hợp với những lời dạy của thánh hiền. Vì vậy đạo Phật Đại Thừa đó đi sâu vào lòng quần chúng là sở dĩ kết hợp với lời dạy của thánh hiền. Mà có lần ví dụ tôi giảng cho các vị nghe đó là ngài Khổng Phu Tử nói 8 lần 3 23 đó. Thì có một lần nữa tôi vẫn giảng lại câu chuyện đó, tôi mới hỏi chứ bây giờ 8 lần 3 là mấy? Ai cũng trả lời 24 hết. Thì như vậy là đúng. Mình bây giờ mình phải trả lời 24 thôi. Mình không phải là Khổng Tử đâu mà trả lời 23. Bởi vì Đức Khổng Tử ngày xưa trả lời 8 lần 3 23 là tại vì Đức Khổng Tử muốn cứu người. Còn mình ngày nay mình trả lời như vậy ta gọi mình khùng. Thấy không? Cho nên cũng tùy cái hoàn cảnh. Có những lúc Phật giáo phải y như vậy không khác lời Phật được, nhưng mà có lúc Phật giáo cũng phải chiều theo cái lòng tín ngưỡng của nhân gian. Chứ còn nếu mình bỏ hết thì còn cái gì chỗ để mình nương. Mình đang sống cuộc đời này là cuộc đời tương đối thì mình cũng lại lấy cái pháp tương đối để mà mình sống. Tuy nhiên cái tâm mình thì hướng về cái tuyệt đối. Cho nên nó gọi là chúng ta hiện giờ là đang tu nhân mà học học Phật. Chứ còn các vị nói tôi đang tu theo Phật, làm đúng theo Phật hết thì thôi thì cái không còn gì gọi là đời nữa hết trơn. Mà cái gì cứ việc ngồi vô rừng tu cho rồi, phải không? Nếu mà tôi làm theo 100% theo Phật thì một lần tôi phải vô rừng tôi sống với khỉ dưới đây thôi. Còn bây giờ tôi đang sống với chúng sanh, mà sống với chúng sanh mà không hàng phần nó sao được. Vì vậy mà Bồ Tát Phổ Hiền phải đưa ra cái 10 điều nguyện của Ngài, đó là có cái nguyện thứ 9 là hàng thuận chúng sanh, tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái hoàn cảnh để làm cho chúng sanh an vui, gọi là phổ an phá tánh. Rồi từng bước mình phổ an họ xong rồi đó, mình mới dẫn họ đi đến đạo Bồ Đề chứ. Tôi tánh giác được chứ, họ chưa an mà mình đánh họ mạnh quá, họ sao họ an được. Đó, cho nên khi mà tôi đi giảng các cái đạo tràng mới giảng đó thì tôi lại giảng khác. Còn những các vị học với tôi lâu rồi thì tôi đánh đã phá tôi giảng khác. Đó là nâng cái trình độ lên. Cho nên các vị xem ở trên mạng thì đừng nói là sao thầy cái chỗ đó thầy giảng thấy hiền quá, có nhà mà thầy ghét mình sao mà thầy dũa hoài, cái chuyện gì thầy cũng đánh đổ ở trên, không phải đâu. Tại vì các vị đã quen với tôi rồi thì bây giờ tôi phải đánh đổ để cho quý vị đi lên một bước nữa thôi. Còn bây giờ đi tới một cái quốc chỗ khác, một cái đất nước hay là một cái thành phố, một cái tiểu bang, một cái địa phương đó thì tôi phải giảng theo cái cách đó cho vô ngại. Mà biện trong cái biện tài vô ngại đó là cái người pháp sư phải có chánh định trong đó. Khi chánh định ngồi trên pháp tòa nhìn xuống Phật tử biết họ muốn cái gì, họ đang cần cái gì thì mình đáp ứng cái điều kiện đó cho họ. Tôi đi tới một cái chùa khác, nhìn xuống Phật tử thấy họ đang hoài vọng, họ đang muốn nghe cái pháp của nhân thừa thì tôi phải nói kiểu của nhân thừa thôi, chứ tôi không nói kiểu của Phật thừa được. Nói nhân thừa là chỉ dạy cho họ sống lành, sống tốt với ông bà, với cha mẹ, với con cái, với gia đình, với bạn bè, với người thân thôi. Tôi không thể nào nói xa hơn cái pháp đó được. Còn tôi đi tới một cái đạo tràng thiền thì người ta đang tu thiền mà mình nói tịnh độ vô sao học được.
thì phải dạy cho họ chỉ và quán thôi. Còn đi tới một đạo tràng tịnh độ thì thôi, cái điều tất tiên là tôi chỉ hướng dẫn cho ta niệm Phật cái đây. Niệm Phật. Cho nên á, tại sao quý vị tưởng là tôi giảng mà tôi đã phá hết chứ không phải. Tùy cái hoàn cảnh. Đi tới chỗ người ta niệm Phật mà mình lợi đó, mình nói niệm Phật không được cái gì thì ta mời mình đi sớm thôi. Cho nên các Phật tử cũng vậy. Nghe Pháp đó của Thầy cũng vậy. Chứ giờ quý vị đã thấm từ từ rồi đó. Nhưng mà bây giờ quý vị phải tập. Tôi nhắc một điều nè, khi đi tới đạo tràng tịnh độ, quý vị vẫn ngồi niệm Phật với người ta. Đừng nói bây giờ Thầy nói ơi, niệm Phật không biết chừng nào vãng sanh, người kia không có, đã phá gì nó cũng chạy không kịp. Tới đó vẫn niệm Phật. Mình vẫn niệm Phật mà làm sao mình đạt được cái tâm mình là thiền, thì như vậy là cao cả. Rồi mình bây giờ mình thường xuyên tụng kinh niệm Phật, nhưng mình chưa biết gì thiền, đi tới chỗ ta ngồi thiền thôi cũng ráng kéo giò ngồi đi. Như vậy mình ngồi để mình tưởng cái gì đây? Thôi thì mình ngồi để mình lắng cái tâm của mình. Như vậy thì lúc đó mình không niệm Phật ra tiếng, nhưng mà mình sợ bị động, mình thường tu pháp môn niệm Phật, thì mình ngồi trong yên lặng mà mình niệm Phật trong tâm mình, trong trí mình. Như vậy cũng là thiệt. Đó. Cho nên tất cả các pháp môn của Phật đều có một vị giải thoát, nhưng mà do mình chấp, vì vậy mà mình không có giải thoát thôi. Mình chấp vào pháp môn của mình là tu như vậy là đúng, pháp môn này là nhất, cho nên cuối cùng rồi nó không có giải thoát. Mà bao giờ mình dung nhiếp được tất cả các pháp môn, cái nào cũng có ý nghĩa hết, cái nào cũng an nhàn hết, thì lúc đó mình đã hiểu được cái lời Phật dạy. Cho nên ngày xưa có một bà già nọ, bà quê mùa, bà không có được gần gũi các bậc cao sư, minh sư cao nhất, nhưng mà bà có một cái lòng tin của bà rất là thật thà. Bà nghe nói rằng Đức Phật của chúng ta ngày xưa nó tới 40 cái răng. Tình cờ bà dở cái trang kinh mà đọc được điều đó. Mà người ta nói là bây giờ ai mà thờ được cái răng Phật quý lắm. Thành ra rồi nghe người truyền miệng là bây giờ răng Phật coi như là rụng rồi mọc răng khác rồi rụng là sao đó. Rồi giờ bà bán đầy ở trên bên Ấn Độ đó, thì Phật Ấn Độ. Thì bữa đó bà mới gặp một cái người đi buôn. Bà mới nói bây giờ tôi nhờ cháu có một chuyện, bây giờ bao nhiêu tháng năm tôi gom được số vàng này nè. Giờ tôi có lòng tôi không nghĩ gì hơn, tôi thấy già rồi. Giờ tôi muốn cho tôi thấy được cái răng Phật. Bởi vì ngày xưa Đức Phật 32 tướng, mà trong đó có tướng Phật rất lớn, là cái miệng Phật rất là lớn, mà phải lớn là gọi là đàn ông miệng rộng thì sang lâu nha. Nhưng mà tại là cái thân tướng ngày cao lớn, vì thân tướng cao lớn nó mới hiện tướng trượng phu, mà răng ngàn tới 40 cái răng mà. Cho nên bà ta thấy đây là một điều khác thường, một cái bực màu gọi là trượng phu. Bà nói bây giờ bà gom được một số vàng, bà nhờ anh thương buôn đi qua Ấn Độ một lần, đi buôn như vậy là đi mấy tháng mới về, trong thời gian nó ráng tìm cho bà, cho bằng được mua cho bà một cái răng Phật. Cái anh này anh cũng hứa ẩu lắm, nói dạ có ba, cho qua bệnh tôi thấy răng Phật bán đầy. Bởi vì anh ta nghĩ là cuộc đời bà này đâu cách nào đi qua tới cái xứ Ấn Độ được, anh là đi buôn đi mấy tháng, cho qua bệnh thấy có răng Phật bán đầy. Bảo nó anh hứa rồi đó nghe, anh nói như vậy là anh bằng mọi giá, cỡ nào anh cũng phải mua cho tôi, cần cũng hết số vàng cho anh. Anh này không dám nhận số vàng, anh nói không bắt, để cháu mua, cháu thấy, cháu gặp, cháu mua rồi cháu về cháu lấy tiền. Thì cách mấy hôm thì bà già đó mới lại nói với cái anh đó, cho mấy đêm nay tôi ngủ không có được, tôi cứ mong cái ngày anh đi rồi anh trở về anh đem cho tôi cái răng Phật. Tôi giờ tôi chết, mong là tôi chết tôi thấy được cái răng Phật và tôi ngủ được. Thì anh này giả hứa, lỡ hứa bà này rồi, vì cái lời hứa mà bà ta mấy đêm ngủ không được, huống chi mà bây giờ mà nói không có là bà ta đau khổ sẽ chết liền. Thế thì người ta đi, đi mấy tháng sau người ta đi về, mà thằng răng Phật đó mà mua. Tình cờ anh ta với mấy người bạn ngồi trên thuyền bài yến tiệc, Trà Như Tổ Hậu mới thấy cái răng của con heo, đang ăn cái đầu con heo, mới thấy răng con heo, anh ta mới sực nhớ cái răng Phật. Anh ta mới trời, trước khi tôi đi, tôi có hứa một bà già ở trong xóm tôi đó, là bà ta nói là Phật còn xuống có 40 cái răng, mà răng Phật răng nào trong đấy lớn lắm,
mà tôi lại có dối với bà, tính là chọc bà chơi nên nó có qua Ấn Độ thấy nhiều răng bán nhiều lắm, nhiều răng Phật, bà ta mỗi giá bắt tôi phải mua cho bà ta, còn lương đòi đưa hết số vàng cho tôi mà tôi không dám nhận nữa. Bây giờ bà ta có nói, trước khi đi bà ta nói một câu mà nếu cháu về mà không có răng Phật thì chắc là tôi buồn tôi chết. Như vậy thì sao đây? Thế thì ông bạn bên cạnh nó thôi, sẵn có răng heo mày ăn cái rửa sạch sẽ rồi cho chột ôm rồi vô gối cho kỹ rồi mình đựng vô cái hộp đi, về nó đây là cái răng Phật. Thế thì trong thời gian anh ta đi buôn đó đó, quý vị mấy tháng mới về thì bà ta ở nhà nghĩ tới cái răng Phật mà bà ta đắp nào. Cái điều này quý vị để ý, cái chỗ này có cái lý rất là cao siêu. Bà ta một lòng mong tưởng, bà ta không nghĩ điều gì hết, mà cuộc đời bà ta chỉ ước mong là nhìn cái răng Phật, mà bà ta nghĩ tới cái răng Phật mà bà ta đắc đạo. Cứ vậy, cứ nghĩ có cái răng Phật mà để quỳ, để lại, để chiêm ngưỡng mà bà ta chứng quả. Khi anh này về vừa tới nhà đó thì cầm cái hộp cái răng vô thì bà mừng quá, bà ra quỳ sụp xuống lại liền. Lại bà ta mừng quá, bao nhiêu ngày tháng tôi chờ anh về, tôi chờ anh về, mừng quá, bà ta không thèm dở ra xem mà mừng quá. Nhưng mà bà ta mới để cái hộp răng nó lên bàn thờ, bà ta thờ ngày đêm, bà ta lại để cho cái anh mà đem cái hộp răng nó về, anh thấy được cái sự tu hành, cái sự thiết tha của bà già đó. Anh cứ ngày ngày anh cứ rình, thấy bà sáng trưa chiều tối thì ngày bốn thời sáu thời cứ đó thắp hương gõ chuông mà lại cái răng đó. Lòng anh này xốn xang, anh xốn xang chịu không nổi, anh mới nghĩ anh có lỗi với Phật, có lỗi với bà già này, có lỗi với Phật là cái răng heo mà dám cho đó là cái răng Phật, còn cái bà già này bà tin quá mà dám cái răng heo mà nói răng Phật để cho bà lại như vậy, anh ta mới thấy anh ta có tội. Cho tới một ngày đó, ta thấy bà đang chiêm ngưỡng lễ bái tha thiết như vậy đó, anh ta chịu không nổi, anh ta gõ cửa, anh ta vô đứng khoanh tay xin ăn năn nhận cái lỗi đối với bà. Thì bà ta trả lời một câu rằng: sự thật cái răng này không phải là răng Phật, tôi biết từ lúc anh ra đi chứ không phải anh mang về đâu. Trên đời này làm gì có, vì tôi vô minh với đức tin như vậy, nghe người ta tin như vậy, nhưng mà nhờ cái đức tin đó mà cái lòng tin của tôi trong sáng, cho nên từ đó mà cái pháp thân Phật hiện ra cho tôi. Pháp thân Phật hiện ra cho nên tôi không còn nghĩ tới, tôi không còn chờ đợi. Dù tôi nói với anh rằng nếu anh về mà không có răng Phật có thể tôi chết đi, nhưng mà sở dĩ nhờ cái câu nói đó tôi đã chết từ khi anh bước chân ra đi rồi. Mà chết cái gì? Chết cái tâm phàm phu của tôi, chết cái tâm vọng tưởng của tôi, chết cái tâm tham cầu của tôi. Và tôi đã sống lại với cái tâm Phật, tôi sống lại cái tâm Phật từ đó, và Phật luôn hiện hữu bên tôi. Và tôi thấy được cái răng Phật, không chẳng những cái răng Phật mà pháp thân Phật, xá lợi Phật, và thấy được cái viên mãn báo thân Phật. Thì vậy mà anh an tâm đi. Thế thì khi bà già nói như vậy thì cái răng heo nó tự động nó chiếu hào quang lên. Thì cái câu chuyện này nó giống như quang đường, nhưng mà ý đó là cái chỗ này gọi là biến chiếu. Vì vậy mà Đức Phật Dược Sư Lưu Ly á, có một cái điều mà khác hơn các chư Phật ở các cõi nước khác, là vì ngài trong sáng là nhờ hai cái sự biến chiếu này nè, cho nên ngài mới được tên là Tịnh Lưu Ly, và cõi của ngài gọi là Tịnh Lưu Ly. Như vậy cõi đó là cõi nào? Là ở ngay hiện hữu của từng tâm trong sáng của chúng ta. Nếu tâm trong sáng của chúng ta luôn lúc nào cũng hằng hữu có hai vị Bồ Tát bên cạnh, là Nhật Quang biến chiếu và Nguyệt Quang biến chiếu, thì bắt đầu những cái cơn bệnh tật chúng ta nó không còn, cái bệnh tâm nó không còn. Khi bệnh tâm nó không còn thì bệnh thân nó không có chuyện gì để ta phải lo nghĩ hết, vì ai cũng biết cái thân này nó có rồi nó không, nó sanh rồi nó diệt. Nó sanh nó diệt giống như một lần thay áo cũ mặc áo mới. Vì vậy ngày hôm nay đó, sở dĩ tôi đi qua bên chùa bên kia, tôi bỏ hết quần áo tôi ở lại, thì sao tôi khỏi đêm qua?
buộc lòng mấy bữa nay làm, cho nên tôi không có, không còn quần áo, tôi sáng lên giặt tôi mới lấy cái áo mới ra tôi mặc, áo là áo mới nay mới mặc lần đầu, tôi mới cảm nhận được cái sự thay áo mới như thế nào. Thay áo mới như thế nào, trong nó vui nè, rồi nó nhột nhột nè, nó làm cho con người mình đó sao đó nó có một cái gì phấn khởi. Thì nếu khi nào chúng ta tu mà chúng ta quán chiếu được sự sanh tử, một lần sanh một lần tử như thay cái áo mới, thì lúc đó ta sống lại với cái đạo chân thật của ta. Lúc đó có vị Bồ Tát cứu tinh ta tiếp tục ra đời, đó là Bồ Tát cứu thoát. Bây giờ Bồ Tát cứu thoát mới ra đời, mới tuyên dương tiếp cái tạng pháp của Phật Diệt Sư. Mà Bồ Tát cứu thoát lại nhắn nhủ cho chúng ta một điều rằng cái cõi ta bà này luôn có cái chính loại quạnh tử. Chứ quạnh là đột biến, là thành linh. Mà chính loại chết cái gì? Cái gì quên rồi đó, cho tôi buồn cái kinh đây. À, chết quạnh tử là chết trôi nè, chết chém nè, nước. Chết trôi là chết nước đó. À, chết cháy nè, rồi sư tử độc xà nè, giặc giả khắp nơi gì đó, là chính loại quạnh tử, mà cũng còn gọi là chính loại quạnh hồn. Như vậy thì mình phải bình tâm một lần nữa, khi mà vị Bồ Tát cứu thoát ra đời đó, dặn chúng ta nên nhớ cái xung quanh chúng ta nó luôn rình rập chính loại quạnh hồn. Một là không đủ thuốc thang, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà lại qua đời. Đó là một cái. Hai là những kẻ chơi bời đam mê tủ sắc, nó cũng là một cái chết. Thứ ba là tội đồng tình bị bắt mà bị đem xử chém. Thứ tư là chết chìm. Thứ năm chết cháy. Sáu bị ác thú ăn thịt. Bảy thì té từ trên cao té xuống. Tám thì vì uống lầm thuốc độc. Chín thì thiếu thức ăn đó. Nhiều người thiếu thức ăn mà chết. Những thứ này nè, bây giờ ta xét lại cho bây giờ ta bị những thứ nào. Hiện giờ sống ở Hoa Kỳ thì không thiếu ăn mà chết, mà dư ăn chết hay không? Thì đây nó cũng là một loại bệnh hồn. Như vậy thì bây giờ ăn uống của mình cũng phải giảm thiểu lại, để mình đừng có bị gì ăn mà chết. Tuy nhiên phải ăn để sống. Thứ hai nữa là bây giờ mình phải làm sao mình đừng có bị đau khổ uống thuốc độc. Như vậy uống thuốc độc vừa là mình uống lầm cũng là một thứ tội, mà vừa là mình buồn khổ mình tự nhận. Cái trong uống thuốc độc này nó có cái vấn đề tự tử, tự nhận. Cho nên cái người đệ tử Phật mà đau khổ mà chết bằng cách phương pháp mà tự hủy diệt thân mình thì chắc chắn sẽ làm ngạ quỷ. Làm ngạ quỷ là không còn khó đầu thai được rồi, phải chịu đọa đài rất là lâu. Khi nào cái ngạ quỷ đó mà nó thức tỉnh được thì nó mới thoát được cái kiếp ngạ quỷ, thì mới lên được cõi người. Mà cõi người là tu bao nhiêu kiếp nữa thì mới giác ngộ được, mới thành tổ thành Phật, chứ không phải dễ dàng tu một đời. Cho nên làm sao người đệ tử Phật đừng bao giờ chúng ta cho chúng ta cái tư tưởng chúng ta đọa vào ngạ quỷ. Đừng bao giờ cho đọa vào ngạ quỷ như thế chỗ đó. Cái nữa là mình bị gì? Bị té từ trên cao. Có người vì cái nghiệp cho nên leo lên núi té chết. Đây là cũng cái nghiệp. Như vậy thì bây giờ mình sợ cái nghiệp đó thì mình phải tránh. Mình đừng có đâm, đừng có thọt ai hết trơn á. Mình đừng có mong ai chết vì té núi hết. Vâng vâng, có những cái như vậy. Vì vậy mà cuộc đời nó có những cái mình không biết được, lường được cái chết của mình. Cho nên vì vậy mà mình hướng về chư Phật để mình cầu nguyện. Khi mình hướng về chư Phật cầu nguyện á, muốn thành tựu được thì phải dứt cái tâm tà của mình, dứt cái tâm ác của mình. Mình không mưu hại người thì coi như được thiện thành hậu niệm. Vì vậy mà cái người nào không mưu hại người, không ác tâm với người thì được thiện thần hậu niệm. Bây giờ 12 vị thần tướng Dược Xoa mới phát cái tâm ra để mà hậu niệm cho thiện, cho những người có cái tâm thiện để hộ trì cái chánh pháp của Phật Diệt Sư. Thôi tối nay chúng ta nghỉ tại đây, vì tối mai là đêm cuối cùng. Nguyện Di Đà Phật.
con